hành vân lậu nha các bạn. Khi chưa là phi thanh vân thì rất là đẹp trai nha, màu đẹp. Dạ. Quay cho hồn chưa? Ê, bữa nào giả trai đi. Bữa nào giả trai đi, đẹp trai mà. Em sẽ quá thân mình cũng ra trời ơi, Dương Thanh Vàng tưởng ai luôn nhìn không ra. Kế bên Mậu Đàn là Dương Thanh Vàng nha các bạn. Nãy giờ nhìn không ra Dương Thanh Vàng. Em hờ hững. À, Mậu Đạt bữa nay đầu tư một photographer riêng nha các bạn. Dạ. Không có hả? Này photographer tự nguyện hả? À, sinh viên làm bài tập. À, vậy là theo đề tài này biết rồi. Dạ, tôi có đang làm sự ảnh. Đó chị kìa. Còn đây là người đẹp lộ lộ. Đây là phòng chuẩn bị đồ của các bạn bên nhóm Sài Gòn logo tổng thờ các bạn nhé. Bạn sinh viên này đang tác nghiệp nha các bạn. Đây là Dạ Thảo. Dạ Thảo đang chuẩn bị cấp. Chào Dạ Thảo nha. Hai mọi người. Bên kia sẽ là Hương Hòa nha các bạn. Bên này có một thành viên mới trong đoàn, chưa biết tên. Luni. Wow.